thầy nghiêm giỏi lắm á, nhiều thứ lắm hả. Sư phụ của thầy luôn mà. Rồi ok. À, ở chỗ này khi mà các bạn nhìn vào đây, chỗ này bị thiếu nha, chỗ này bị thiếu, không biết ở trong cái slide của các bạn là cái gì. Hả? Bài 1. Control ok đúng không? Rồi ok. Rồi. Như vậy chỗ này các bạn nhìn vô có thấy là giữa cái pattern ok 1, ok 2 và ok 3 có gì khác nhau không? Khác ha. Ok 1 không có gì. Ok 2 nó có cái form method. Ok 3 form action khác nhau. Và cái đầu tiên là form, nó có cái action, action của nó, và method của nó là pop. Ở chỗ này nó sẽ không theo cha nhé. Đối với lại cái ok 2 nè. Alo alo, trật tự. Ok 2 nó là phương thức get, nó không phải là pop nhé. Cha là post là do cho thằng này thôi. Thằng này không có gì thì nó theo cha. Còn xuống đến đây, form action của chúng ta, cái form method là get thì nó không theo cha nữa. Nó là get. Khi bạn nhấn nút OK 2 thì nó là get, không phải post. Khi bạn nhấn nút OK 3 thì nó sẽ chỉ về cái servlet của chúng ta. Control, OK và thêm biến vào. Thêm tham số vào. Mà thêm tham số có nghĩa rằng URI, nó đẩy cái dữ liệu này về URI. Rồi. Chỗ này người ta sẽ nói tiếp nè. Đối với lại các cái nút OK 123 tương ứng M123. Vậy tương ứng cái gì? Ví dụ OK 1 thì nó tương ứng với M1, M2 và M3. Nhìn kỹ đi. M1 và M2 và M3 giống nhau. Vậy thì tương ứng kiểu gì? Hồi nãy thầy nói rồi. M1 là OK 1 thì nó theo cha. Theo cha là post. Thì chỗ này mình phải thêm annotation cho nó là post mapping. Thì nó mới về đây. Tại vì người ta nói là gì? M1 tương ứng với OK 1. Mà OK 1 mình nói là gì? Không có thay đổi gì. Là theo cha. Cha là post. Thì chỗ này mình phải thêm cái annotation cho nó là post mapping. Nó mới về đây. Chú ý nha. Idea của mình phải đi vòng vòng nha. Thứ nhất người ta nói gì? OK 1 tương ứng với M1. OK 1 là tương ứng với M1. Khi nhấn OK 1 thì phải nhảy về M1. Người ta yêu cầu vậy. Rồi ở trên form OK 1 là gì? Không có gì. Không có gì là theo cha. Mà cha là gì? Là post. Vậy chỗ này bạn phải thêm annotation thì nó mới về đây. Thêm cái gì? Bot mapping. Được chưa nào?
Như vậy thì ở đây OK 1 không có gì, và bài 1 M1 bot mapping, đúng chưa? Đó, bot mapping thì nó mới về. Hồi nãy thầy đã ví dụ cho các bạn do bot do get rồi, bot mapping mới về, tương ứng với lại M2. OK 2 nó đổi, nó không còn là bot nữa mà nó là get. Vậy thì ở chỗ M2 nó tương ứng với OK2 thì nó phải get mapping. M2 phải là get mapping. Chỗ này đều là control OK, control OK hết. Nhưng mà phía trên là bot mapping, phía dưới là get mapping. Hiểu được lý do tại sao mà bot get không? Bot get là do cái thằng form. Thằng này không nói gì thì nó theo cha. Thằng này vô đây sửa lại. Nút OK2 này là get, không phải bot. Là theo con. Mình chỉ định lại chỗ này thằng này mạnh hơn. Thằng thứ ba get hay bot? Thằng thứ ba rồi, thằng thứ ba nha, chú ý chỗ này, đẩy cái user ID này về đây, tức là về URI, thì thằng thứ ba nó sẽ là bot mapping và nó thêm cái ít vào. Còn cái thằng bot ở trên không có. Và chỗ này chúng ta lấy là lấy đường dẫn variable để gán cho ít. Và chúng ta gán cho ít ha. Đối với lại chỗ này thì tí nữa qua bài tiếp theo chúng ta sẽ thấy rõ chỗ này hơn. Đó là đối với lại cái bài 1 của chúng ta. Chúng ta sẽ có các cái vị trí tương ứng. Có các vị trí tương ứng. Bot mapping. Ví dụ như mình đưa một cái user, đưa một cái thông tin gì đó về đây. Rồi tiếp tục đối với lại bài 2. Bài 2 thì chúng ta sẽ có là thông tin đưa về bằng cách là request mapping. Chúng ta đưa vào đây một cái x nè. X. Làm cái gì? Làm thế nào để đẩy được cái x từ trên này xuống đây? Và nó có một cái y là cái form. Form đây. X là trên này, y là dưới này. Chú ý chỗ này nhé, nhầm lẫn đó. Đây là x nè. Parameter save 2021, input y 2031. Vậy thì để chạy được bài này, mình sẽ thử chạy bài 1. Chỗ này bài 1 của chúng ta. Bài 1 chạy lại. Lab 2. Và đường dẫn của mình là OK, control OK. Thầy sử dụng ở đây cũng được. Nếu mà thầy dùng home thì nó ra nguyên một cái danh sách. Bài 1 hay 3. Bài 1 method 1. Bài 2 method 2. Bài 3 method 3.
method 3. Đây. Đường dẫn của thầy. U1 này ở đâu ạ? À? Hả? U1 này từ đâu ra? Đâu chui ra U1 vậy? À, user ID. User ID. User ID này ở đâu ra vậy? À, ở bên này thì set cái gì? User ID là U1. Được chưa? Lúc mà thầy gọi lên á, lúc mà chạy lên, thầy set cho nó là user ID là U1. Thì ở bên này, trên cái form này nè, nó đưa chữ U1 vô đây. Thì khi thầy click OK 3 cái, thì nó đẩy cái U1 về đây. Đẩy U1 về đây thì thầy lấy path variable x, thầy gán cho cái biến x này. Và thầy cộng vô đây. Thì chúng ta sẽ thấy chỗ này. Được không? Thấy nó đi vòng vòng chưa? Rồi, sửa lại chỗ này tí xíu. Giả sử lúc đầu thầy đưa vô đây là bình TQ7 đi. Chạy lại. Mapping của mình là OK ha. OK trước. Nó ra cái form. OK 123. Thầy ghi cái home nữa để cho nó quay về đây nè. OK 1. Tại vì sao mà thầy đưa cái home 123? Tại vì nếu mà mình không đưa á, thì khi mà mình nhấn control cái đó thì nó thêm cái đường dẫn của mình là control OK. OK 2. OK 2. OK 3. Bình TQ7. Nó lấy cái dữ liệu của mình nó đẩy qua. Rồi như vậy là mình đã có được cái truyền tham số. Bây giờ đối với lại bài 2. Bài 2. 2031 theo bạn là x hay y? Ủa nãy nói rồi. Thế thì hai không hai một lễ thì hai một và ba một ít là hai hai ba. OK, lý do là chỗ này x của chúng ta là lấy từ đường dẫn, nó là path variable. Đây, đường dẫn. Y là lấy từ input, input tức là param. Vậy chỗ này mình đổi thành chữ gì? Y hồi nãy mình nói rồi, lấy từ input. Mà input là 3 RAM. Thì chỗ này mình sẽ sửa lại cho nó là notation là A cộng. À, 3 RAM. Còn chỗ này x. X là lấy từ đường dẫn. Thì chỗ này sẽ là A cộng. Path. À, variable. Bài 2. Form, hiển thị cái form lên. Chỗ này request mapping param save x. Và chúng ta sẽ khai báo trong này nè, path variable x
String it, tức là gán cho biến it. Lấy giá trị từ đường dẫn. Request param, lấy giá trị của cái input mà có cái name là y, gán cho biến y. Và cái model của chúng ta là để chuyển dữ liệu lại. Set attribute x attribute y. Đó là bài 2. Và chúng ta sẽ thử chạy cái form này. Đây có rồi. Chỗ này chúng ta ghi lưu. Tại sao nó ra 99? Lý do là thầy đổi trong này cho nó ra cho nó khác thôi, cho các bạn dễ thấy thôi. Đâu rồi? Nãy nó là 21. Rồi 2131. Như vậy một cái là mình truyền về đường dẫn, một cái là mình lấy từ form input, được chưa? Và mình lấy dữ liệu ra đây, hai cái. Đó là bài 2. Bài 3 tương tự như lúc nãy thầy đã demo cho các bạn, là sản phẩm có giá, có tên, và chúng ta không cần viết getter setter, chúng ta không cần tạo phương thức khởi tạo, nó tự tạo cho chúng ta. Trong này chúng ta sẽ có một cái form để lấy dữ liệu và một cái danh sách để một cái chỗ để in cái tên ra. Và chỗ này người ta hỏi là đưa cái gì vào đây. Cái cách mà viết như thế này, tức là mình sẽ thay đổi chỗ này nhé. Thay đổi. Như vậy mình thay cái gì? Ví dụ như chỗ này, để mà lưu được sản phẩm thì mình đưa cái gì vào đây? Vậy chỗ này mình sẽ là annotation gì? A cộng model attribute và đưa cái product vào đây để cho nó get cái sản phẩm mình về, và đồng thời nó tự set lên luôn, get set luôn, get attribute và set attribute cho mình luôn. Thì cái chỗ này người ta đưa cho mình là người ta hỏi ghi cái gì ở đây. Đó là bài 3. Như vậy đối với lại cái product của chúng ta, chúng ta sẽ có name, có giá, có submit và có product detail. Đối với lại cái controller thì giả sử ở chỗ này thầy có một cái product nãy thầy demo rồi đó, iPhone và giá, set name chưa từng viết, nó chỉ về đây đó, chưa từng viết. Rồi set lên. Đối với lưu thì chúng ta chỉ cần, khỏi cần cái này, nó cũng đã lấy và nó chuyển rồi. Chẳng qua là mình để cho nó tăng giá gấp đôi để mình thấy là có sự thao tác dữ liệu thôi. Còn nếu mà mình không có là nó cũng đã tự lấy dữ liệu về, nó đẩy dữ liệu lên cho mình khỏi cần cái gì luôn. Chỗ này thực chất là bạn khỏi cần model này luôn.
Đó. Nó lấy dữ liệu về, đẩy dữ liệu lên. Chỗ này mình không set gì luôn nha các bạn. Bình thường thì mình sẽ là request.set attribute đúng không? Hoặc là model.add attribute. Chỗ này khỏi. Tự nó đẩy lên luôn. Tự đẩy lên nha. Nếu như chỗ này trong cái form của các bạn nè, chỗ này bạn sẽ để input test 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 test. Ví dụ như chỗ này bạn sẽ để giúp cho thầy là gì? Value bằng OK, rồi chạy lại. Này là bài 3. Rồi thấy nó lên luôn không? Không có làm gì hết. Chỉ gán dữ liệu là tự nó lên. Nó lên cả trên cả dưới luôn. Rồi ví dụ như chỗ này mình cho iPhone 15 cho nó khác đi. Giá 50. Lưu iPhone 15 giá 100. Ừ. Nhân 2. Nhân 2 xong tự động nó đẩy vô đây rồi, tự động nó đẩy vô đây luôn. Lưu một cái nữa nó lên 200. Lưu một cái nữa nó lên 400. Yeah. Như vậy nó thao tác dữ liệu rất là hay. Đơn giản gọn nhẹ. Cực kỳ đơn giản gọn nhẹ. Có làm gì đâu. Không làm gì hết. Không thao tác, không có gì. Không lấy về, không có set lên gì. Dạ, yeah, đó là bài 3. Bài 4. Bài 4 thì chỗ này người ta đang hỏi ba chỗ. Thứ nhất là cái gì chỗ này? Cái gì chỗ này? Cái gì chỗ này? Bây giờ cái gì chỗ này? Chỗ này mình đưa gì vô? A cộng model attribute. OK, đó là đó dễ thấy nhất. Đây chỗ này cái gì đây, mình coi thử ý tưởng người ta muốn cái gì. Chỗ này thì detail, sau rồi chỗ này là danh sách sản phẩm, và người ta hỏi nè, một hai mình biết rồi, 1 và 3. Vậy mình cái 1 này là gì ta? Product iPhone giá. Thì chỗ này mình sẽ nghĩ là gì? À, set attribute để đẩy dữ liệu lên đúng không? Rồi OK. Chỗ này làm sao đó để lấy được dữ liệu, đẩy vô list. Rồi OK. Form của bài 4 giống form bài 3. Nó chỉ thêm cái thằng này. Đó, giống form bài 3. Form bài 4 giống form bài 3. Chỉ có thêm phần đó. Rồi chỗ này chấm hỏi này là cái gì? Tất nhiên là cái tham số mình truyền qua cái list rồi.
Bây giờ đối với bài 4 mình xử lý cái gì? Sản phẩm có giá, có tên. Đợi anh tí nha, đợi tí anh gọi lại. Có giá, có tên. Rồi sau đó mình sẽ add attribute cho nó. Và ở đây thì thầy thêm một cái nữa là tạo cái danh sách. Còn các bạn không cần thì thôi. Còn out cái này ra để thầy thấy được là danh sách hiện nay là bao nhiêu thôi. Rồi set cái danh sách này qua bên kia. Thực ra thì các bạn không cần trong đề thì nó lại không có đến đây. Không có phần này. Nhưng mà thầy muốn làm. Lý do là để khi mình chạy lên. Nó có sẵn cái danh sách mà thầy khởi tạo. Có sẵn cái danh sách thầy khởi tạo là A1B2. Cái chỗ là Create Product Item này nè, là thầy thêm sẵn hai cái sản phẩm để mình view cái list trước. Các bạn thấy là New Product. Product của mình thấy chưa? Thấy thầy list chuột nó nhảy về đây không? Hàm khởi tạo tất cả các tham số. Hay là chỗ đó. Đây product. Và khi mình khởi tạo. Rồi bắt đầu lưu nè. Thôi trật tự đi. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta muốn lưu. Thì các bạn. Đơn giản là mình khai báo chỗ này là attribute model B. Khỏi cần get gì hết. Lấy cái product tức là cái list. Add vô. Add cái B này vào. Đó là thêm danh sách vào list. Rồi chỗ này thực chất mình khỏi cần set chỗ này cũng được. Mình add vô list một cái đi. Rồi chạy lại. Coi thử nó có đẩy được lên list không. Form B4 A1B2 lần đầu luôn đúng không? Mình chạy lại một cái cửa sổ mới đi. Rồi A1B2 là set từ đầu. Bây giờ mình sẽ xem sản phẩm vô, ví dụ như là ABC giá 123. Nó không đẩy lên. À, không đẩy lên. Vậy là mình sẽ thêm một cái chỗ này để cho nó đẩy cái model lên. ABC 123. Rồi, đây, đẩy dữ liệu lên. Tại vì sao mà nó mất cái cũ vậy? Đẩy lên. Tại vì mình chạy giữa chân. Chứ nếu mà mình chạy từ đầu thì nó có cái A1B2. Đó, nó thêm dữ liệu vào. Như vậy là mình đã đến bài mấy rồi? Bài 4 rồi. Gần hết rồi. Rồi ok. Mới học một buổi xong rồi.